Hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với game cực hay Classic, nơi bọn tôi nói về những cái tên kinh điển đã làm thay đổi ngành công nghiệp game. Nếu các bạn là một người quá bận rộn với công việc hàng ngày, cần một cái gì đó chill chill để thư giãn vào cuối ngày, thì chuyên mục này chính xác là dành cho bạn. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng đến với GTA 3, tựa game không những mở ra kỷ nguyên mới cho dòng game 3D, mà còn có thể xem nó như cụ tổ của dòng game sandbox thế giới mở. Còn chân chơi gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. GTA hay Grand Theft Auto đã không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta. Thậm chí là cả những người không phải là game thủ cũng đã nhất nghe qua cái tên này vài lần bởi những người là game thủ. GTA khác biệt với những game ra mắt vào cuối thập niên 90. Nó khác ở chỗ thay vì cho người chơi vào một vai chiến binh quả cảm hay anh hùng của nhân loại, nó lại cho phép bạn vào vai một tên trộm, thực hiện hàng loạt những vụ cướp ngân hàng, ám sát và rất nhiều hành vi phạm pháp khác. Chính vì được hóa thân thành một tên giang hồ chính hiệu nên bạn có thể thoải mái lái xe đụng trúng người hay thực hiện những pha đánh nhau nơi công cộng, đọ súng với cảnh sát. Đây cũng là lý do mà GTA luôn nằm trong sổ đen của các bậc phụ huynh và các cấp có thẩm quyền. Vào năm 1999, Sony công bố PlayStation 2. Với sức mạnh vượt trội về cấu hình và phần cứng, chiếc máy console này nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn và là một mảnh đất màu mỡ để các nhà phát triển có thể thả sức sáng tạo, đưa những ý tưởng của mình thành hiện thực. Nhìn thấy đây là cơ hội tốt để mang đến cho GTA một làn gió mới, Rockstar đưa ra một quyết định táo bạo, đó chính là chuyển GTA từ game top-down, có góc nhìn từ trên xuống, sang 3D hoàn toàn. Và boom, GTA 3 ngạo nghễ chiếm vị trí độc tôn của mình trên thị trường khi mà phiên bản trên PlayStation 2 đã bán được tới tận 17 triệu bản và trở thành tựa game bán chạy nhất năm 2001. Vậy, điều gì đã làm nên sự thành công của nó? Trước khi GTA 3 ra mắt, thì yếu tố thế giới mở đã xuất hiện trong khá nhiều tựa game khác, điển hình như Ultima, The First Age of Darkness, The Legend of Zelda hay chính những phiên bản trước đó của dòng game GTA. Tuy không phải là cái tên khai sinh ra dòng game này, nhưng GTA 3 đã khiến cho những người hâm mộ ngỡ ngàng trước thành phố Liberty City rộng lớn. Từ những tòa nhà trọc trời tráng lệ, tới các khu dân cư luôn xảy ra sự xung đột giữa các băng đảng, các tụ điểm ăn chơi như quán bar, vũ trường và cả sex club, GTA 3 đã tái định nghĩa lại cho game thủ chúng ta, giúp chúng ta hiểu được thế nào là cụm từ sandbox. Việc chuyển từ môi trường 2D sang 3D đã đưa thành phố này trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên là so với các tựa game cùng thời mà thôi, chứ 2021 mà nhìn lại thì thôi, tôi thua. Thay vì chia ra các trường đoạn lái xe riêng, đi bộ bắn súng riêng, GTA 3 là người đi tiên phong trong việc kết hợp hai thể loại hành động này vào chung một trải nghiệm liền mạch. Một thế giới mở không thể quá rộng lớn nếu người chơi phải đi bộ, và việc chuyển đổi tự do giữa bắn súng và lái xe trong những nhiệm vụ hay đơn giản là khám phá thành phố Liberty City đã nâng tầm trải nghiệm của người chơi lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại đó, GTA 3 còn cho phép người chơi có thể lái những con thuyền đi dạo ngoài biển, hay thậm chí là cướp một chiếc trực thăng bay lên cao, sau đó ngắm những gian hàng trái cây trên bãi biển. GTA 3 như một giấc mơ trở thành hiện thực, một thế giới ảo nơi game thủ có thể làm bất kỳ thứ gì mình thích vào bất kỳ lúc nào mình thích một cách tự do nhất có thể. Sức ảnh hưởng của Grand Theft Auto 3 lớn tới mức nó tạo nên một làn sóng hàng loạt những tựa game sandbox khác sinh ra và bị gắn mác Grand Theft Auto Clone. Những tựa game mà chúng ta có thể kể đến như True Crime, Street of LA, Sleeping Dog, Mafia, The Godfather hay The Sandro. Mỗi cái tên đều có cho mình những thành công nhất định, nhưng không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của GTA nói chung và GTA 3 nói riêng. Đối với những tựa game được ra mắt vào cùng thời điểm đó như Halo hay The Elder Scrolls 2, Daggerfall, thì môi trường trong game gần như chỉ đóng vai trò làm nền cho hệ thống gameplay, vốn chỉ dừng lại ở việc di chuyển, nhận nhiệm vụ và chiến đấu, rồi lặp đi lặp lại cho đến khi endgame. Tại GTA 3, ngoài những nhiệm vụ cốt truyện chính, bạn còn muôn vàn cách tiêu khiển, cướp nhà băng, xả súng, chơi trò đuổi bắt với mấy anh cảnh sát và thậm chí là thuê những cô gái giang hồ khác vào xe cùng trò chuyện. Sự chân thật của game còn được thể hiện qua hệ thống âm thanh được chăm chút rất kỹ lưỡng. Tại các game khác, ngoài các tiếng súng đạn thì phần soundtrack sẽ được phát lên tùy vào tình huống người chơi đối mặt. Ví dụ như trong Devil May Cry, bình thường sẽ không có bản nhạc nào cả, nhưng nếu người chơi bắt đầu vào chiến thì âm thanh trong game sẽ được vang lên. Sang Halo, mọi thứ gần như y chang như vậy, chỉ khác là mỗi màn chơi đều sẽ có một bản nhạc nền riêng. Với GTA 3 thì khác hẳn, nhạc nền hoàn toàn biến mất và thay vào đó, bạn có thể nghe tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện của NPC, những tiếng động đặc trưng của thành phố Liberty City. Vậy thì Rockstar đã nhét hơn 2 tiếng soundtrack của game ở nơi đâu? Câu trả lời chính là qua đài radio. Bên trong những phương tiện, Rockstar đã chia các bản soundtrack của mình vào từng kênh riêng biệt. Người chơi hoàn toàn có quyền thay đổi tùy ý, hoặc tắt luôn cũng được. Tí nữa thì quên, nói đến tính chân thật của GTA 3 thì phải nói thêm một điều mà tôi rất ấn tượng với Rockstar, đó chính là Paramedic,
Nó đơn giản là khi có một vụ gây lộn hay va chạm thì vài giây sau sẽ có một chiếc cứu thương tới tông hết những người đi đường và mang nạn nhân đi. Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó cho ta thấy được công sức đầu tư mà Rockstar đã bỏ ra cho GTA 3 kỳ công như thế nào. Series GTA nổi tiếng là từ xưa đến nay luôn đề cập tới những vấn đề siêu thực, phản ánh cho người chơi thấy được những mặt tối của xã hội, những góc khuất mà chúng ta có thể chưa được biết đến như tham ô hối lộ của quan chức, bạo lực, ma túy, giấc mơ Mỹ, vân vân. Rockstar không cần mất quá nhiều thời gian để nghĩ ra một biên niên sử anh hùng hay một cuộc chiến với các vị thần huyền thoại, nhưng những gì mà họ làm là kể lại một câu chuyện đời thường về xã hội qua từng giai đoạn lịch sử theo những chiều hướng thực tế hơn. Bản thân nhân vật chính, Cloud, không phải là một người lính tinh nhuệ chiến đấu vì thế giới như Raiden trong Metal Gear Solid 2 hay một người cảnh sát đang chiến đấu để báo thù cho vợ con như Max trong Max Payne, mà đơn giản hắn chỉ là một tên cướp ngân hàng tầm thường bị đồng bọn phản bội. Suốt cuộc hành trình, ta sẽ thấy được những tên sao đen nói chuyện với nhau bằng súng đạn, tiền và máu thay vì dùng bộ phận cơ thể, thứ được sinh ra với mục đích làm điều đó. Một, bản thân nhân vật Cloud cũng được GTA 3 thể hiện như một tên máu lạnh, bạo lực. Mọi thứ hắn ta làm trong game chỉ đơn thuần là vì tiền và quyền. Hắn không ngần ngại dùng vũ lực xử lý những đám cạn đường mình. Những yếu tố trên đã khiến cho Cloud giống như con người hơn bất kỳ nhân vật nào khác trong video game. Điều này tạo nên sự đồng cảm từ chính những người chơi. Thay vì như hai phiên bản trước, game chỉ cho chúng ta trải nghiệm cảm giác tội phạm, thì trong GTA 3, mọi thứ đã theo chiều hướng tiêu cực hơn rất nhiều. Từ những cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng lớn, khủng hoảng ma túy, người nổi tiếng dùng tình dục để trèo cao trong giới giải trí, vân vân. Thậm chí trong game, có một nhiệm vụ nơi bạn điều khiển Claw đi thủ tiêu tên nhà báo đã chụp lại cảnh tỷ phú Donald Love tham gia vào một buổi tiệc ăn xác người chết. Sau đó, Claw còn được nhận lệnh là phải gây hấn với các băng đảng trong thành phố để chúng bắn giết lẫn nhau. Từ đó, việc đầu tư bất động sản của Love sẽ dễ dàng hơn. Một điều ít ai ngờ tới là vào thời điểm đó, rằng chính Donald Trump, hình mẫu cho nhân vật Donald Duck, Donald Love, 15 năm sau đã trúng cử Tổng thống Mỹ. Chỉ qua một vài nhiệm vụ, Rockstar đã cho người chơi thấy được sức mạnh của đồng tiền trong tay những kẻ cặn bã nguy hiểm như thế nào. Cloud cũng đơn giản chỉ là một con người bình thường, mà đã là con người thì không thể nào cưỡng lại hai thứ là tiền và quyền. Là một fan lâu năm của dòng game, cá nhân tôi cảm thấy rằng hai hậu bản trực tiếp là GTA 4 và GTA 5, dù câu chuyện vẫn mang chủ đề phê phán xã hội, nhưng chúng đã được Rockstar giảm bớt đi tính gai góc, nặng nề, mà thay vào đó là những yếu tố hài hước, châm biếm. Chẳng hạn tại GTA 5, dù câu chuyện vẫn là chủ đề góc khuất xã hội hiện đại, vẫn là về mặt tối của thế giới showbiz, nhưng lại không khác gì một vở hài kịch táo quân với kinh phí khủng hơn, khi mà các vấn đề trong game đều được tường thuật lại một cách hài hước. Còn tại GTA 3, chúng ta sẽ không có những đoạn hội thoại bông đùa hay những màn cà khịa giữa các nhân vật. Thay vào đó, chỉ còn là sức nặng trong từng tình tiết, sự đen tối qua từng âm mưu. Chính những lý do trên đã khiến câu chuyện trong GTA 3 có cho mình một sức hút riêng và trở thành cái bóng quá lớn mà tới bây giờ Rockstar vẫn chưa thể thoát được. Sự thành công trong việc kể chuyện đầy hiện thực và trần trụi của GTA 3 đã cho những nhà làm game khác thấy một điều. Sau 20 năm video game đến với công chúng, các game thủ đã bắt đầu lớn và sẵn sàng đón nhận những thứ trưởng thành hơn, thay vì cứ kể câu chuyện hoàng tử đi cứu công chúa. À, chính xác hơn là thợ sửa ống nước đi cứu công chúa. Chính nhờ sự thành công của GTA 3 mà Rockstar ngày càng đầu tư hơn rất nhiều vào series này. Từ đó chúng ta mới có những siêu phẩm tiếp theo, mà điển hình nhất chính là hai phiên bản được game thủ đánh giá là huyền thoại, GTA Vice City và GTA San Andreas. Hai hậu bản này tiếp nối và mở rộng những tinh túy và đột phá của GTA 3. Chúng không chỉ càng quét thị trường nước ngoài mà còn tạo ra một hiện tượng gây sốt ở cả Việt Nam. Nếu bạn là những game thủ 9X thì chắc chắn không thể quên được cảm giác khi các bạn đang ngoài những quán nét cỏ, bật GTA Vice City, chỉnh mã và đi xung quanh phá làng phá xóm trong tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn xung quanh. Tôi khá chắc có một số ông ở đây đã cùng từng với đám bạn cá cược xem ai sống lâu hơn khi bị truy nã năm sao. Ông nào từng như thế thì chúc mừng, tuổi thơ bạn với tôi rất giống nhau và đó là một tuổi thơ đẹp. Quay trở lại với video, những giá trị của GTA 3 thậm chí vẫn được nhắc đến ở các hậu bản sau này, ví dụ như thành phố Liberty City được nói tới. Ngay cả nhân vật chính là Cloud cũng được xuất hiện trong phiên bản San Andreas như một lời tri ân. Tới nay thì dù đã qua gần 20 năm, vẫn còn đó những con người tâm huyết khi mà các bản mod dành cho phiên bản thứ 3 này được ra mắt. Những server online tuy không so sánh được với những hậu bản khác vẫn được mở giữa những người chơi với nhau, như là một nơi để họ tụ họp lại, cùng nhau quậy phá, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng về một thời đã qua. Nếu bạn hỏi GTA có đáng chơi ở thời điểm hiện tại không, thì tôi xin nói luôn là không. Đồ họa cũng như gameplay nó hơi bị lỗi thời một tí, nhưng muốn có được những tựa game thế giới mở với đồ họa và gameplay tuyệt đỉnh như bây giờ, thì có thể nói đó là nhờ công rất lớn của GTA 3 và Rockstar Games. Thôi thì tới đây video cũng đã kết thúc. Nếu thấy nó hay và bổ ích, đặc biệt là chill, thì anh em đừng quên bỏ lại một like, một share, cũng như nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo của Gamer Hay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.